Tổng thống và 205 doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam tuần tới. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jae và đoàn 205 doanh nghiệp lớn sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 6, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ngày 13 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo ông Jun sẽ đến thăm Pháp và Việt Nam vào tuần sau. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Jun sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 22 đến 24 tháng 6. Đây sẽ là chuyến thăm một quốc gia Đông Nam Á đầu tiên của ông Jun. Dự kiến một đoàn gồm 205 doanh nghiệp lớn sẽ tháp tùng Tổng thống Jun trong chuyến công du này. Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 12 năm 2022. Thời điểm đó, Tổng thống Jun khẳng định Hàn Quốc và Việt Nam sẽ mở ra thời kỳ mới, một chương mới trong quan hệ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh hợp tác về công nghệ tiên tiến trong ổn định chuỗi cung ứng và khai thác tài nguyên đất hiếm tại Việt Nam. Ông Jun cũng xem hợp tác trong lĩnh vực tài chính, thông tin truyền thông, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và năng lượng là những vấn đề quan trọng. Hai bên nhất trí hợp tác nhiều hơn. Theo Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo của ông Jun, trước đó Tổng thống Hàn Quốc sẽ đến thăm Pháp từ ngày 20 đến 21 tháng 6. Ông Jun sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Ngoài ra, ông Jun sẽ tham gia một cuộc họp của Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm Thế giới, BIE, phía Tổ chức Triển lãm World Expo 2030. Hàn Quốc kỳ vọng củng cố nỗ lực giành quyền đăng cai World Expo 2030 thông qua chuyến thăm sắp tới của ông Jun. Các ứng viên sáng giá để đăng cai triển lãm này có Busan, Hàn Quốc, Rome, Ý, Odessa, Ukraine và Giza, Saudi Arabia. Thành phố đăng cai World Expo 2030 dự kiến sẽ được chọn ra vào tháng 11 năm nay.